Chào các bạn nha, hôm nay mình đi tìm chuỗi nhé các bạn ơi. Đây này, mình kéo xe lôi đi các bạn. Nhìn dốc nha các bạn. Đất bên này trong cây nhá các bạn. Đây. Đất bên này trong cây này. Trời nắng lắm mọi người ơi. Hôm nay nắng lắm. Đây, chỗ đây nước nó hồ này. Canh chỗ này đi mình đẹp xuống cho mọi người xem. Chuối nè các bạn. Đây mình hay bắp chuối để nấu canh nhé các bạn ơi. Mình tìm chuối nha, chuối đây chín rồi nha các bạn ơi. Để chim nó ăn hết rồi. Nước có chuối đó các bạn ơi. Đây chuối này các bạn. Để mình cắt hai buồng. Ba buồng này các bạn ơi. Đấy. Chuối nhà mình nha. Hai buồng nha các bạn. Mình để chặt bắp chuối rồi. Các bạn. Đây. Chỗ này cảnh đẹp lắm các bạn. Hôm nay mình đi chuối. Chơi. Chuối nhà mình nha. Mình cắt để bán nha các bạn. Hai buồng, ba buồng chuối nha các bạn. Mình chặt chuối nha. Một buồng. Hai buồng nha, quá ơi. Chuối. Chỗ này cành rất là đẹp nha các bạn ơi. Đây. Nhìn xuống. Đẹp lắm các bạn. Chỗ này đất trong rải lắm các bạn ơi. Người ta làm mì hết rồi. Nước nó hô đó. Rất là đẹp. Đây này mình lên dốc đây này các bạn. Ngày hôm nay không thấy chim hót. Buồn lắm. Hôm nay rất là nóng nha các bạn. Mình đi xuống nó hô này.
có ai xuống hồ, người ta không cho bắt cá đâu các bạn. Nước rất là to, khá nhiều. Mình đi bắt cá người ta không cho đi bắt cá đâu các bạn. Ai xem hay hãy đăng ký hộ mình nha các bạn. Kênh TV 101 nha các bạn ơi. Đăng ký hộ mình nha. Mình sẽ quay cho các bạn xem cảnh hay hơn nữa.